không còn là những bài tập về nội quy tác phong. Giờ là lúc các cô gái của chúng ta bước vào huấn luyện các nội dung chuyên ngành đặc công. Đã có nước mắt, những nụ cười rất vui. Và trên tất cả, trong mỗi con người họ đã dần hình thành bản lĩnh. Bản lĩnh của nữ chiến đấu viên đặc công. Chuẩn bị nhau rồi. Nhau rồi. Tốt. Đúng rồi. Tốt. Cố gắng lên. Tay xong với chân. Tay trước, chân sau. Tay lên trước. Tay trái này. Chân trái, đúng rồi. Cố gắng lên. Ăn dài hơn về phía trước đi. Rồi. Tôi không nghĩ là tôi sẽ hoàn thành. Thì một phát ăn ngay thì mình lại đạt được cứu hết chít. Thì nó cũng không có gì gọi là hay ho. Tại vì mình cũng được nghỉ ngơi trước rồi. Nhưng mà mình vẫn thấy tự hào khi mà mình làm được. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ học kỹ thuật thở trước. Lấy hơi bằng miệng này, thở ra dưới nước. Và sau đó chúng ta nổi lên này. Được chưa? Rồi bây giờ các đồng chí bám tay vào thành bể. Và thực hiện kỹ thuật nào. Lấy hơi bằng miệng, thở ra bằng mũi. Một. Lặn xuống. Lặn lâu hơn. Hai. Lặn hẳn xuống. Lấy hơi bằng miệng, nếu các đồng chí mà lấy hơi bằng mũi chúng ta sẽ bị sặc. Đồng chí Hồng Nhung phải không? Dạ. Tiếp tục nào. Đồng chí cố gắng lấy hơi bằng miệng, thở ra bằng mũi. Lấy sâu, thở ra bằng mũi, nhắm mắt lại. Thế nào, tốt không? Dạ. Được. Một lần nữa. Các đồng chí khác tự luyện tập. Nào, lấy hơi vào. Em tập bơi mà em bị sặc nước là em nói là không bao giờ em học bơi nữa. Tại em sợ. Xin giới thiệu với các đồng chí. Hôm nay đến trưởng giảng giúp tôi sẽ có đồng chí Tài Nguyễn, cũng đến từ Trung tâm Thể dục Thể thao Elite, sẽ hướng dẫn cho đồng chí Nhung để làm sao trong buổi ngày hôm nay đồng chí Nhung sẽ phải biết bơi. Bây giờ chúng ta sẽ học kỹ thuật nổi. Các đồng chí nhắm mắt lại và nín hơi để cơ thể của chúng ta tự nổi. Các đồng chí nhìn tôi làm mẫu này. Để cơ thể tự nổi. Thấy chưa? Ừ, ok. Bây giờ chuẩn em thả lỏng người nhé. Em thả lỏng đầu gối cho nhé. Bắt đầu. Đạp tay đây nè. Xuống cửa bằng mũi. Xuống cửa bằng mũi. Không đạp chân, tự nổi, thả lỏng ra. Lên. 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 Lấp khí vào mồm. Chậm. Xuống thở đều. Giữ ở dưới nước lâu hơn một chút nữa. Chuẩn bị. Một. Rồi, tiếp tục. Làm luôn 4 giai đoạn. Lúc giai đoạn số 2 các đồng chí sẽ rồi. Cảm nhận là cái bàn tay của chúng ta lần cuối sẽ quạt được nhiều nước nhất. Rồi ok nhất, thì lúc đó đồng chí cho áo lại bắt quần này. Tách, quạt thật mạnh, khép, lướt. Tách, quạt, khép, lướt. Tiếp tục, quạt, khép, lướt. Bây giờ chúng ta sẽ tập luyện kỹ thuật chân. Một là thu chân. Hai là chúng ta mở háng ra, mở háng. Mở háng giống như con ếch ấy. Bàn chân bẻ một góc 45 độ. 3 đạp ra. 4 xuôi mũi chân khép lại. 1 thu gối. 2 bẻ một chân. 3 đạp nước. 4 lướt nước. Tiếp tục. Với sự hỗ trợ của hai huấn luyện viên, các nữ chiến sĩ của chúng ta đã nắm bắt được kỹ năng của nội dung bơi ếch, đặc biệt là Hồng Nhung. Em biết bơi một chút ít. Và họ đã sẵn sàng đến với thử thách tiếp theo. Bắt đầu. Mũi là trong quá trình thực hiện nội dung bơi, có hai tay cao chú giữ bao gói ở hai bên, thực hiện động tác đạp chân ếch để lướt nước. Đối với nội dung này sẽ bảo đảm cho các đồng chí cơ động lực lượng, bảo đảm bí mật, an toàn khi thực hiện nội dung vượt sông.
đội chiến thắng, buổi chiều hôm nay các đồng chí sẽ được đi căng tin. Bộ phận thua thì buổi chiều hôm nay sẽ tổ chức lao động và dọn vệ sinh ở nhà. Các đồng chí rõ thể lệ cuộc thi chưa? Rõ. Và mình cũng khá là tự tin về cái kỹ năng bơi của mình. Nhưng mình cũng có biết là tham gia huấn luyện lần này có bạn Khả Ngân là một thành viên bơi rất là giỏi. Bắt đầu. Đi, đồng chí giữ tay ở hai bên. Vừa đi vừa đạp chân vừa đẩy. Xuống về phía trước. Chị em ơi, xuống về phía trước. Nhớ tới nơi kêu xong nha. Xong rồi, lát hết xong đi. Xong đi. Đập mạnh, đập mạnh, đập mạnh. Đi, mạnh lên. Trời ơi, thật ghê á. Tới đó thì lát xong đi. Bước lên chị Hồng ơi. Ấn xuống rồi đạp. Đây, có 2 chân về đạp. Anh em ơi. Thôi, đó là đang đi dưới kia kìa. Bốc lên lên. Ấn ông kêu bậy không đạn nha anh em. Qua chân đạp mạnh đi. Hợp xuống đạp với Thành. Cố lên. Thì một cái xuống ấy thì nó sẽ đứng. Cố lên. Hai chân qua, hai chân đạp đi. Thì cái xuống trong lòng cái bụng lại. Ngân ơi, cái mũi súng lúc nào hướng trước em ạ. Nhấc cái đầu mũi súng chưa? Mũi súng đấy. Đúng rồi, bảnh lên, bảnh lên, bảnh lên bạn. Quân Anh ơi. Đạp chân đấy. Đi. Rì vai trắng ngon đúng không? Lấy con 6 chai rì vai trắng. Cho em 2 lóc sữa chua. Trắng lạnh đó. Rì vai trắng lạnh. Đợi cái trắng lạnh. Trắng lạnh. Ở dưới. Ở nhà đang gấp chăn mệt mỏi. Đang gấp chăn. Hay vô cái đi thay vào cái đi. 2 3. Vô. Tô thế nào? Hay quá, em nằm hết rồi. Tập ơi, không bơi, đi bộ cơ. Mà nó không đi này. Mà kia nó không đi. Mai ơi, cái bộ quần áo này của Giang ơi nó hơi ẩm đi. Nhưng mà... Kỳ ngư của đội tuyển chiến thắng ngày hôm nay phát biểu đôi lời trước khi chúng ta tổ chức liên hoan. Hôm nay nhân dịp đội em thắng cuộc, em và đội em sẽ đãi mọi người ăn uống tưng bừng. Thôi, hôm nay lời nói đầu tiên cho phép Hương Giang thay mặt cho cả ba em của mình trong nhóm những chiến sĩ mới đúng không? Và ngày hôm nay cả bốn bọn tôi ở đây có được sự thành công như thế này, có thể có được tình yêu thương như thế này, đó là nhờ tất cả các bạn đồng chí, bốn bạn trong đồng đội nữ đã ở bên cạnh giúp đỡ chỉ bảo cho nhóm bọn em rất là nhiều, đặc biệt là chị Hòa. Người chị rất là tuyệt vời. Sau đó khi ra đến các thao trường, các bài tập thì không thể nào không gửi lời cảm ơn đến các anh, những người anh trai mà đã sao? Đã
Đám người đã rất là giúp đỡ bọn em mà từng cái nhỏ nhặt một này, đứng đằng sau nhắc bài. Và vào đây thì không cảm thấy là tình cảm rất là chân thành và rất là xúc động. Thì thay mặt cho Ngân, cho Nhung, cho Mai, em xin được gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Đúng là cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, nhưng mà không nghĩ là lại tàn một cách như thế này đâu. Em về luôn, sau em nay chắc nào cũng phải mang đồ trước chứ không cứ cỡ ra từng từng lớp từng lớp. Còn em có thể nằm ngủ nằm tắt không? Ừ, rất vui. Mai nhanh lên đi Mai ơi. Qua kiểm tra quân số, báo động, nắm về tình hình, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Về nhận xét, điểm mạnh, thực hiện theo đúng mệnh lệnh, quy định của quân đội. Các bộ phận đã chấp hành nghiêm trong quá trình thực hiện nội dung đảm bảo đúng lễ tiết tác phong, đúng điều lệnh. Nhưng bên cạnh đó, đối với tác phong của một số đồng chí còn chậm, cụ thể như đối chiến sĩ của tiểu đội 2. Đối với nội dung này, các đồng chí cần phải chú ý. Mục đích của nội dung này để rèn cho các đồng chí sự nhanh nhạy, linh hoạt trong xử trí tình huống. Các đồng chí rõ chưa? Đó. Luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, đó là điều mà những cô gái của chúng ta vừa học được. Nhưng đó chưa phải là bài học cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Em vừa nghe tiếng bước chân á. Đó, đó. Lại đi nha, đừng đùa nha. Các đồng chí ơi, đừng đùa nha, các đồng chí ơi. Không phải chuyện đùa đâu nha, đồng chí ơi. Phát sáng đi. Hôm nay nữa hẳn ra chỗ sáng đi. Em nghĩ đứng đây cũng được rồi. Bao nhiêu phút rồi vậy? Mình gác mới được có 5 phút. 5 phút? Còn 55 phút nữa. Cố ơi, 55 phút nữa thôi. Ai? Nó nghe nè. Lại đây, lại đây. Nắm tay nhau lên. Nắm tay nhau nè. Đó, mình đứng đây thôi. Chắc chắn ở trên đây là không có người rồi. Cho nên là nhìn ngoài thôi, đừng nhìn ở sau nữa. Sao cảm giác em như sau lưng mình nó không an toàn á? Cậu đi đâu? Nãy rõ ràng thấy bên kia có người, giờ hết thấy rồi. Chị ở đây em đi lấy cái mèo. Không có ai đâu mà báo. Cái đó chỉ là mèo thôi à. Đi nè nè nè, đánh đánh rồi đánh. Nhung nói nè, vui vẻ lên, giờ mình vui vẻ lên. Ở đây không ai ghét chưa? Ở đây không có an toàn thiệt luôn. Hả? Không đi vệ sinh. Không. Không đi. Không. Em đang mắc ị từ bữa giờ 3 ngày ở đây em không ị được nè. Chị khỏi chối. Ra vệ sinh kia. Không. Chị vào trước. Không. Không. Đi không. Chị mà đi em đi thế thôi. Không chị được nữa rồi. Thôi gác đếm ra hoàng mình đường đi. Đi một phút thôi chị vào trước. Thôi một phút. Một phút của chị là 100 tiếng của em. Không. Đó trời ơi. Thôi. Thôi nhưng mà chị em sợ mà. Chị đi muốn một phút chị chạy ra ngay. Không mà, Quỳnh đi. Chị ị đi, em về em giặt cho.
Thôi bây giờ mình kể chuyện vui đi. Ừ, được chị kể. Nói chuyện nhà hài á. Để suy nghĩ coi. Suy nghĩ chuyện gì vui ta. Thôi hai mình hát đi. Bây giờ trong đầu không nghĩ được chuyện gì hết á. Em thấy chị buồn cười quá. Sao buồn cười trời. Phải nói nhiều lên chứ đừng có im lặng. Giờ nãy giờ lúc nào tôi cũng nói chuyện hết trơn thấy không. Bạn anh thích nghe nhạc gì? Bạn thích là gì? Thích ca sĩ gì? Nói đi. Em biết nhạc Cẩm Mai. Kỳ quá à, không có giỡn. Kỳ cục ghê lắm, mà đang đứng đây mà. Đừng im nha. Đừng im đi. Quảng Ninh, tôi đang hỏi mật khẩu đồng chí. Và tôi cũng đang hỏi mật khẩu đồng chí. Hải Phòng. Là sao? Tôi hỏi Hải Phòng, đồng chí đáp ạ. Tại vì nhiệm vụ của chỉ huy đưa tôi là chỉ hỏi Quảng Ninh, thì tôi nghe được đồng chí khác trả lời được thì tôi mới cho đi, còn không thì thôi tôi không cho đi. Tôi đang gác được vị trí của liên đội, yêu cầu đồng chí trật tự để cho các đồng chí khác ngủ. Chơi tới vậy. Đây là phòng chỉ huy không? Người khác, người khác. Quảng Ninh, đứng lại. Quảng Ninh, Quảng Ninh. Hà Nội. Các đồng chí, có đồng chí là đồng chí Tùng có cái việc ở nhà cũng nhờ tôi lên là gửi đồng chí về. Tôi lên tôi gác thay. Tôi về. Tôi về hay là ai về? Không chắc đâu. Bây giờ chị cũng phải mua người lại. Nếu bây giờ mình về hết thì... Đồng chí xuống đây đi. Đồng chí Tùng không? Đồng chí Tùng là đồng chí nào không? Tùng này. À, trời ơi, vậy quá. Anh đang nghiêm túc quá hả? Nghiêm túc chứ có phải nào ấy đâu mà. Vậy là hai đứa đi hả? Thôi bây giờ chắc gì nó phải anh Tùng mà. Bây chị ở đây để em về xem anh Tùng bảo. Không gì. Sao không? Bây giờ nhớ không phải anh Tùng bảo thế làm sao? Bây giờ để em về em xem anh Tùng bảo gì. Cứ về đi, tôi gác cho có gì đâu mà. Hiểu luôn á. Rồi, bây giờ chạy đi hỏi đi xong rồi quay lại liền nha. Nhanh nha, chạy đi đừng có đi nữa trời ơi. Đồng chí đứng như này đi. Rồi tôi đi quay lại được không? Đồng chí cứ về luôn đi, tôi gác cho. Tôi không biết. Vậy tôi. Phải không vợ? Tôi về, chị gác nhé. Không, tôi về. Đừng có giỡn mà, trời ơi. Tôi bảo đồng chí về. Đồng chí rồi, tôi về. Là đồng chí Tùng gọi đúng không? Đồng chí Tùng gọi nói là tôi về đúng không? Nhưng mà bây giờ là Văn Anh về mất tiêu rồi. Tôi đâu có biết đường về đâu. Không, tôi không có ở đây nữa. Không, tôi về. Đồng chí ở đó đi. Tại sao đồng chí lại bỏ tôi? Trời đất ơi. Trời kỳ gì vậy? Đồng chí Tùng. Một đồng chí nữa đâu? Mất tiêu rồi, chạy đi kiếm đồng chí. Tôi đang ở đây kiểm tra gác cơ mà. Tại sao về nhà gặp tôi là thế nào? Ở tại vị trí này thực hiện nhiệm vụ gác thì tôi kiểm tra xem đồng chí anh Vân Anh đi đâu. Rõ chưa? Đồng chí nghe rõ chưa? Rõ. Bắt đầu thực hiện. Vào vị trí. Tôi đứng đây đợi Vân Anh được không đồng chí? Nên vị trí. Không được. Không được mà. Không chịu. Nên vị trí. Sao mà đứng đây một mình được, đứng được mà sao nói hay ghê luôn á. Ôi sao mà về luôn.
người yêu ớt yêu mình anh được. Để em đưa anh về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chế, bởi vì tình yêu là thế. Người nhé bay bè. Ê! Em đã cô đôi thấy mạnh mẽ hơn, vì em sợ cô đơn. Ngày tháng thấp như là mây trôi. Lon thôi mà. Còn Ninh. Hà nói. Sao người lạ đến không hỏi một khẩu, không ngó ngó gì? Người ta đến gần người ta đánh cho cái sao? Em thấy bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng quen thuộc? Ở đâu bóng dáng quen thuộc? Thằng đâu? Thằng lừa gạt. Đi đâu rồi? Tôi để đi toilet mà trốn luôn à. Tại sao lại trốn lúc này? Trốn từ nãy giờ chắc cũng lâu rồi. Được bao nhiêu phút rồi? Thằng cầm đồng hồ chạy luôn à. Đồng chí kết thúc ca ca, đồng chí theo tôi. Hai ca đúng không? Quảng Ninh. Alo. Đồng chí Phong chí, đồng chí tiếp nhận vị trí vào ngang thay đổi đồng chí Nhung, đồng chí rõ chưa? Đó. Đồng chí Nhung, theo thôi. Được. Đội mẫu tiếp tục thực hiện. Đội mẫu quyết tập. Đồng người đi xuyên tường à? Đồng chí Nhung cho tôi biết qua nội dung vừa giới thiệu về kỹ thuật vượt tường bằng đẩy sao thì đồng chí có cảm tưởng gì? Báo cáo đồng chí, tôi cảm thấy đây rất là nguy hiểm và rất khó, nhưng tôi sẽ quyết tâm. Đồng chí Giang thực hiện được không? Cao quá. Báo cáo đồng chí. Có. Đồng chí Linh thực hiện được không? Báo cáo đồng chí, tôi sẽ quyết tâm thực hiện được nội dung này. Hết. Đồng chí nào xung phong ra tập đầu tiên ạ? Mời đồng chí ạ. Tính của em thì rất là tò mò, cái gì cũng muốn thử hết. Mặc dù nó rất là khó, lại đúng cái nhiệm vụ mà kiểu leo 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 như thế em lại thích hơn nữa, thì cho nên em mới là người xung phong đầu tiên. Tất cả các đồng chí chú ý là trong mọi tình huống không được rời tay khỏi sào. Chuẩn bị. Bắt đầu tập. Đạp chân cao, chân cao bước lên. Khó lắm. Trong hàng các đồng chí chú ý, bước đầu tiên các đồng chí đạp hẳn cao lên trên đây. Chỉ cần chúng ta qua được 3 bước đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện được. Đạp hai chân cùng lúc luôn, nhanh lên. Không được, đạp luôn, đạp tiếp. Lên luôn, lên luôn, đúng rồi. Đấy. 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 Đạp chân vô. Bất mãn với cái việc đó là tại vì mình không thể nào mà mình tìm ra được cái cách giải pháp để mình có thể làm tốt nhiệm vụ. Coi như lúc đó em cũng nghĩ là thôi, để mình thử làm chụp bạch cho cả đội, để cho cả đội nhìn ra được những khe hở rồi cả đội làm dễ hơn.
cho cái dây qua bên kia đầu đi mà. Bắt đầu tập. Gặp người. Lại lần nữa. Bắt đầu tập. Thôi tập. Bắt đầu tập. Đấy. Ép sát vào nách vào. Ôi, coi chừng cái cây đấy. Lên. Nhung lên trước ạ. Bắt đầu tập. Cố lên. Lên. Chưa. Thôi tập. Khoan. Khoan. Sao chưa được? Đỡ nhịp, đỡ nhịp. Các đồng chí ở trong hàng, các đồng chí vừa quan sát không? Đồng chí bước sớm Nhung quá. Chân xong đồng chí bước lên như này thì sẽ không có lực. Mà chúng ta phải vào sát tường đấy ạ. Vào sát bờ tường đây chúng ta bước lên bình thường. Chỉ cao hơn bước thường một chút thôi ạ. Đồng chí Nhung quyết tâm chưa? Quyết tâm. Quyết tâm chưa? Tâm. Chị có. Quyết tâm. Chuẩn bị. Bắt đầu tập. Đẩy mạnh ra, kẹp cho sau đẩy mạnh ra. Đẩy, đẩy. Đẩy người. What?